Hàng về anh em ơi. Đó. Phuộc xơi đen ti vàng. Cắt mã. Phuộc bình dầu VSVD MB2 Line cắt mã luôn. Đầy đủ các xe nha anh em, từ AB, YC. Ồ, full. Đó, mấy cái mã như là Taiga nè anh em. Mấy ngày trước mình hay mót chân nhưng mà bây giờ là đã có rồi. SHI, SH Việt đầy đủ. Đó, SH Việt là size dài này, SHI anh em, AB, BCX, NVX. Rồi. Phuộc xe đen ti vàng của quay, bên mình về sương sương thôi. Đợt này bên công ty đồ hàng về nhiều lắm anh em, cho nên anh em cứ thoải mái nha. Công ty kia mình tới cỡ được mấy chục cây mà lo gì. Đó, xe đen ti vàng nha anh em. À, mình thì có đủ các xe luôn, từ quay C, AB, đó, quay thì dùng chung các xe. Nhưng mà này mình review sơ là quay trước đi, tại do mấy xe khác thì anh em cũng biết rồi. Em nhắc lên mạnh này với em trai. Đó, coi chừng rớt em trai. Đó, xương xương thôi anh em. Mình về chắc cỡ được 7-8 thùng gì ạ, 7-80 cặp á. Đó, 335 AB nha anh em. Cưng lái lên mạnh mấy cây dưới phải AB không phải ô cố quay không nha, quên. 335 BK full. Đây cũng 335 BK nha anh em. 335 BK. Mình về xương xương thôi. Này là cũng là 335 BK nè. Nó 335 là cố quay nha anh em. Nó. Rồi đúng rồi em trai ơi. 335 BK một thùng nữa. Coi như là 1 2 3 4 5 6 7. Gần như là 7 thùng với mấy cặp nữa, mấy cặp rìa bên ngoài nha anh em. Thì hàng về full đầy đủ. Rồi các dòng xe như là phuộc này nha anh em, MB2 Line nha anh em, BK bên mình về cũng sương sương luôn, cỡ tầm khoảng thì sức lớn thì mình ôm sức lớn luôn. Đó, này là của AB nha anh em, AB BX NVX Novo dùng chung một size đầy đủ, quay C AB. Đó, thường thường mình gọi tắt rồi chung thôi anh em. Còn các xe như dùng chung thì anh em cũng biết rồi, VS, VD, C nè anh em. Bên mình về đủ nha anh em. Này là của Sirius nè. Còn này là của em quay nha anh em, quay full LED rồi đó. Những size dùng chung nha anh em, Sirius, Jupiter, Taurus là dùng chung. Quay là full LED, Cup 67, Asilo rồi anh em. Còn Taiga thì có SHI, SH Việt, AB, BX rồi đó. Nó xương xương nha anh em. Do nguồn trên bảo là chia sẻ cho anh em người tí, chứ thôi là mình cũng ôm lúc cán là mấy trăm cặp là xương xương cũng nhiều lắm á. Đó, thì thôi thì anh em chia nhau chứ mình cũng không có, nói chung là biết điều, nước chảy hai ba chiều nha anh em. Chia người ít bán thì cỡ nào cỡ, bên công ty lần này về nhiều lắm anh em. Thì mình vài bữa nữa, nói chung anh em không gấp gáp, anh em mà đã theo mình á thì hàng vừa về tới là mình báo cái là đi hàng liền, có hàng trong tay là mình úp chào anh em, còn không có hàng trong tay thì anh em cứ bình tĩnh, nếu mà anh em nào kẹt thì cứ nói mình chạy đại lý hỗ trợ anh em một hai cặp để anh em bán giữ chân khách lẻ thôi. Còn cứ hàng của mình về thì cỡ nào cỡ, số lượng là bao la bát ngát, không có nhiều, tầm khoảng mấy thùng xương xương thôi. Như là xe quay thì mình cỡ nãy điếm anh em 7-8 thùng gì đó, thùng nguyên cách là đóng gói là 8 cặp. Thì bên sale nguồn trên đồ họ cho mình nhiều thì mình bán nhiều thôi. Rồi cảm ơn anh em nha, cần cứ liên hệ, chiết khấu cao. Anh em nhảy bán đi Simboy, có thanh lý, xả hàng thì cứ liên hệ trực tiếp với Ngọc Anh Shop. Bên mình nhận thâu mua tất cả các mã hàng liên quan đến ra Simboy, từ mâm câm đùm niền, phụa, bố thắng, tài thắng, bù ma các kiểu, nồi u ma, lọc gió, trụ gì đầy đủ. Full, kiểu này sướng nha anh em. Nguồn trên chia nhau đều thì anh em cùng nhau làm thôi.